Xin được chào mừng các bác quay trở lại với kênh video của ProSao Việt Nam. Chúc các bác có một ngày làm việc hiệu quả. Hôm nay thì em sẽ lại có một cái nội dung video rất là hay ho nữa xin được gửi đến các bác. Đó chính là em sẽ mở nội thất một trong những chiếc loa, một trong những thương hiệu loa được rất nhiều người biết đến. Đó chính là thương hiệu Bose với mã sản phẩm Paraday 502A. Thì cái công suất RMS của củ loa này là 150W, program là 300W và peak là 600W. Đấy, các bác dùng một cục đẩy khoảng 300W một kênh là đánh được một củ loa này rồi. Đấy, giá limit trên thị trường của em nó là 15 triệu cho một chiếc này. Thì 15 triệu cho một chiếc này là có những cái gì thì mời các bác cùng đi đến phần mở nội thất nha. Xin mời. Đây là cái căng của cái sản phẩm này thì như các bác thấy rằng nó cả một cái tấm e căng này nó chiếm đến 70% cái diện tích của củ loa. E căng này nó chỉ dày khoảng 0,5 ly thôi các bác nhìn này. Đấy, nó chỉ khoảng 0,5 ly thôi. Và nó chỉ có hai con ốc thôi. Tháo ra là xong. Đấy, mặt trước là cái logo Bose. Nói chung là nó là thiên về cái nhỏ gọn ấy. Thế nên là nó sẽ làm tối giản hết sức có thể. Đấy, cái e căng này làm chất lượng khá là tốt nha các bác. Đây là cái phần củ loa. Đấy, em đã quay camera để cho các bác nhìn rõ hơn. Đấy, thì cái củ loa này đầu tiên khi mà mở ra ấy, thì cái đầu tiên các bác sẽ thấy rằng là năm cái củ loa thì nó đều hướng ra năm cái hướng khác nhau. Thì cái củ loa này có cái độ mở âm thanh lên tới 120 độ. Thế nên là bản thân nó thì các bác sử dụng trong gia đình ấy, thì một quả nó cũng có thể làm đầy âm thanh trong khán phòng của các bác rồi. Đầu tiên khi mà mở cái củ loa ra thì em khá là bất ngờ với cái chất lượng của cái gân vải tẩm dầu. Thế thì thông thường với các cái loa như thế này ấy, thì nó sẽ làm bằng gân cao su. Nhưng mà để mà tối ưu về độ bền cho cái dòng sản phẩm này thì Bose cũng trang bị cho cái củ loa bé tí xíu này một cái gân vải tẩm dầu khá là dày nha. Đấy, thì sờ vào đầu tiên em sẽ thấy cái điều đấy. Thứ hai là Bose là một trong những cái hãng mà họ rất hay dùng các cái chất liệu là giấy dành cho các màng loa của họ. Đấy, thì cái màng này bằng giấy nha các bác, sờ vào các bác sẽ cảm nhận được ngay. Thế thì còn độ dày hay không thì chúng ta sẽ phải tháo vào trong để chúng ta biết. Rồi bây giờ em sẽ đi tiếp vào cái phần gọi là đi sâu vào trong nha. Đây là cái sản phẩm sau khi mà em mở nội thất ra này các bác. Em khá là bất ngờ với cái độ dày của cái thùng loa bằng nhựa này. Các bác cũng hiểu rằng với một cái loa gỗ ấy, nó dày khoảng 1cm là khá là dày rồi. Nhưng đây cái loa nhựa này dày tới 0,6cm nha các bác. Nên là gần 1cm độ dày. Thì với cái vỏ loa nhựa mà nó dày cỡ này ấy, thì dùng bao giờ cho nó hỏng được. Thời tiết nào mà có thể làm cho nó mục được. Đó là cái thứ mà khá là thích. Rồi sau khi mà mở ra thì em thấy rằng các cái củ loa của cái sản phẩm này là giống nhau. Đều sử dụng từ thường nha các bác. Thì thông tin nó được in rất là rõ trên cái phần sau sản phẩm này. Các bác nhìn thấy logo Bose. Rồi ở đây có các cái mã vạch cũng như là ngày sản xuất tháng năm của cái sản phẩm này. Đấy, cái khung của cái củ loa thì làm bằng nhựa nha các bác. Đấy, khung củ loa thì làm bằng nhựa. Cái nhện này, cái màng nhện nó khá là cứng. Độ dày màng loa thì em thấy rằng là cái độ dày này nó sẽ dày tương đương với các cái loa bass cỡ 20 của các cái hãng khác. Mặc dù làm bằng giấy nhưng mà với cái độ dày này thì nó sẽ cho các bác được cái độ bền tương đối ổn. Tại vì cái loa này củ bass nó kích thước nó chỉ có 11 thôi. Mà nó làm dày bằng loa bass kích thước 20 thì bác nghĩ, bác cứ tưởng tượng xem độ bền nó sẽ như thế nào. Đúng không ạ? Coi này là chưa được 1 inch nha các bác. Coi này là chỉ được 0,7 thôi. Coi 0,7 cho một chiếc loa. Thông thường ấy, với các loa column của các hãng khác thì có thể rằng họ sẽ làm khác nhau. Ví dụ như cái loa này chỉ để cho trung trầm, cái loa này thì để cho trung, đấy, cái loa này thì để cho trung cao, kiểu như thế. Nhưng mà cái loa của Bose này em đang thấy rằng là tất cả nó như nhau hết. Nó chỉ được nối tiếp và nối song song khác nhau thế thôi. Thì mỗi một củ loa thì nó đều có các con tụ để cản cũng như là để giới hạn lại hoạt động của loa để khiến cho cái loa nó không có chạy quá công suất. Đấy, thế thì sau cái video này em cũng hy vọng rằng các bác sẽ hiểu qua được một chút về các cái dòng sản phẩm loa Paraday 502A của Bose. Đây cũng là một trong những cái dòng loa mà có cái chất lượng âm thanh khá là tốt. Độ bền thì nói chung là cũng có nhiều các bác dùng cái loa này khoảng 5 năm rồi, 5, 7 năm rồi cũng không có vấn đề gì cả. Đấy, thì thực ra các bác cứ mở đủ công suất thì cũng sẽ rất là khó cháy.
Nhưng ngược lại các bác cứ mở quá công suất hoặc là các bác đánh trong 3 club thì mấy cái loa như thế này nó sẽ không đáp ứng được. Cũng dễ hiểu thôi, vì đây là cái dòng loa là để các bác dùng ở trong nhà chứ không phải là chúng ta đem ra ngoài sự kiện để chơi. Rồi, hẹn gặp lại các bác trong các video lần sau nha. Xin chân thành cảm ơn.